Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Ondansetron BFS được sản xuất tại công ty dược phẩm Trung ương CPC1. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Ondansetron BFS cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Ondansetron BFS Ondansetron BFS Dạng bảo chế Dung dịch tiêm Công dụng và chỉ định của thuốc Ondansetron BFS Trị nôn và buồn nôn do xạ trị và hóa trị gây độc tế bào. Chống chỉ định khi dùng thuốc Ondansetron BFS. Quá mẫn với thuốc. Liều dùng và cách dùng thuốc Ondansetron BFS. Tiêm, tiêm 4.8 mg ngay trước khi xạ trị hay hóa trị 1 đến 2 giờ trước khi điều trị. Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc Ondansetron BFS. Thai kỳ, cho con bú, trẻ nhỏ hơn 3 tuổi. Tác dụng phụ của thuốc Ondansetron BFS Táo bón, nhức đầu. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Cân nhắc và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thuốc. Các thuốc dù đã kiểm nghiệm vẫn có những nguy cơ khi sử dụng. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Chưa có báo cáo cụ thể về ảnh hưởng của thuốc với người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tương tác thuốc khi kết hợp cùng với thuốc hoặc các thành phần trong thức ăn, đồ uống thuốc có thể gây ra một số phản ứng. Do vậy, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để kiêng khem trong quá trình dùng thuốc. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Ondansetron BFS, đồng thời biết cách sử dụng Ondansetron BFS sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.